Xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với bài kiển của bạn Nam. Thì chị ở Vĩnh Thành chào lát Bến Tre để bạn Nam quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống mai ghép giống như Ngọc Toàn nè. Siêu bông Sài Gòn, cô chú Sáu Bình Dương ha, là siêu bông Bình Lợi ha cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị mình mua về mình cho Tết năm 2025 hoặc mình sưu tầm giống mình lấy giống cũng được cô chú anh chị ha. À, giá cực kỳ yêu thương luôn. Rồi rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của bạn Nam nha. Rồi không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi, mình chào bạn Nam Rồi ha. chào bạn, hãy chào cô chú anh chị gần xa nha. Nó tiếp tục đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình. Hôm mai về cho cô chú anh chị mình nuôi làm chơi Tết 2025 nha. Rồi. Bây giờ một cây đầu clip là mã số 81. Rồi. Cũng là một cây nhị ngọc tàn nha cô chú anh chị. Đây có tàn không cô chú anh chị ha? Nhị ngọc toàn cô chú anh chị ha? 81T ha. 81T, nhị ngọc toàn. Đây cũng đang lên nụ kim cô chú anh chị ha. Đây này thì cho Tết cũng ok nha. Cây Em này bò già. chị phơm lùng lùng á, rất là dễ thương cô chú anh chị. Rồi. Rồi, quanh thân là được 13,5, em tính 13 thôi. Cao 62, trái ngang 60. Rồi. Cái này vô với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 400 ngàn bao phí ship luôn. Rồi, à, cây có mấy cái lá, hai ba lá thôi, trái cháy này là cô chú anh chị nắng cháy chứ không phải bệnh nha cô chú anh chị ha. Mấy bữa nay nắng quá trời á. Đó, nó cháy thì chứ không 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 phải bệnh nha cô chú anh chị ha. Rồi, em xuống cây. Để theo cây mã số 82T cũng là một cái si bông mình lợi nha cô chú anh chị. Cái hồng Tàn tàn tròn quá ấm trời đã tàn luôn. ha. Quanh thân là được 14. Rồi. Cao 62. Trái ngang là 69. Rồi, cái siêu bông mình lại nha, em giao giúp cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 500 triệu gửi thôi nha. 550 bao ship luôn cho cây mã số 82T cô chú anh chị ha. Rồi, em xuống Rồi, cây. đợi cây ha, mã số. 83T cũng là một cây nhị ngọc tàn nha cô chú anh chị. Cái form quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Quanh thân là được 14 rưỡi. Rồi. Chiều cao là 59. Tất nhiên là 56. Rồi. Cây nhị ngọc tàn mã số 83. Đem dư giúp cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 550 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi. Cây mã số. Tiếp theo là mã số 84T. Rồi. Cũng là một cây nhị ngọc tàn đó nha cô chú anh chị. Cây này có bể dưới nè cô chú anh chị. Nguyên cái cũ luôn. Quanh thân là được 15. Tổng đế là được 35. Rồi. Cao là 50. Tấn ngang 50. Rồi. Cây giao lưu của chú anh chị giá 450 nha. Rồi, đợi cây đúng rồi. Cây mã số 85T 85T. cũng là một cây siêu bông mình lợi nha cô chú anh chị. Bình Lợi hay Sài Gòn mà. Ủa, siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi, siêu bông Sài Gòn giống của chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị ha. Rồi. À, cô chú anh chị mình cứ mã an số tâm nha. 85T. Rồi. Quanh thân là được 16. Rồi, cái tàn này cô chú anh chị ha, rất là tròn nha cô chú anh chị. Cao 63. Tán ngang 62. Rồi. Siêu bông mình lợi nên giao lưu giúp cô Trong Sài chú. Gòn. Ủa, siêu bông Sài Gòn. Giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá là 550 nha. Rồi, 550 bao ship ha. Rồi. Rồi, cái mã số 86T. Rồi, 86T. Sài Cũng Gòn tiếp là các một bạn. cây siêu bông Sài Gòn của chú anh chị. Cây này có củ của chú anh chị ha. Mình cái củ thú nằm ở dưới này nè cô chú anh chị ha. Quá trời Giờ cái cô chú củ anh nè. chị mình hai khác lên nha. Mình gieo cái chậu dĩa ha. Lùng lùng đó cô chú anh chị. Bình thân là được 16. Cho nổi cái củ lên nha. Cây lên đủ non rồi cô chú anh chị ha. Chiều cao 70. Tán ngang 56. Cái sim Sài Gòn giao lưu với cô chú anh chị mình giá 650 nha. Rồi 650 mình bao ship các bạn ha. Rồi. Rồi mình đợi cái luôn nha. Cái mã số. 87T. Rồi. Cũng là một cây nhiều tàn nha cô chú anh chị. Rồi, cái này cái tàn thân lát quá trời đã luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Cái xin thông số cái này luôn các bạn. Rồi. Quanh thân là được 13. Rồi. Cao 63. Tán ngang 72. Rồi, cái nhịp tàn giao lưu của chú anh chị mình rất là 650 nha. Rồi, 650 ha. Rồi, xuống cây. Cái mã số Rồi, tiếp theo là mã số 88T. 88T. Cũng là một cây siêu bông mình lợi nha cô chú anh chị. Rồi, cái này quá đẹp. Mình thân là được 14. Có củ đế luôn các bạn. Ồ, con thú là bốn chân luôn cô chú anh Cụ chị ha. đặt là được. Cụ đế là 28. Bốn chân bỏ đều ra luôn nè. Như con thú nè ha. Hai cái tay nó bỏ Chiều lên nó cao chồm, 78. nó chồm nó cất đầu lên nè cô chú anh chị. Hai chân chịu lực nè. Tất nhiên là 65. Mấy cọng rễ lực dữ lắm nha cô chú anh chị. Rồi, cái số mình lại giao lưu của chuyến chị là 500 ngàn bao phí ship nha. Rồi, mình ở cái luôn các bạn. Rồi, mã số 88T. Rồi, tiếp theo cái mã số 89T. Rồi, 89T cũng là cái siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Cái tàn quá đẹp ha. Rồi.
Bình Thân là được 16. Rồi. Củ Đặc là được 23. Cao 55. Ngay 55. Rồi, cái siêu Sài Gòn là giao lưu của chú anh chị mình ha. Giá là 450.000. Dạ, 450 bao ship ha. Rồi, xuống cây. Rồi, cây mã số 90T cũng là một cây nhị ngọc tài nha cô chú anh chị. Ở cái tàng này cô chú anh chị ha. Quá là đẹp. Bình Thân là được 13,5. Cho nên nụ non là cô chú anh chị ha. Cao 70. Tán ngang là được 79. Rồi. Rồi cái nhị ngọc tài này em giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 600.000 bao phí ship nha. Rồi, cây mã số 90T cũng là một cây cuối clip em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip á. Rất mong được cô chú anh chị ủng hộ. Em xin chào và hẹn gặp lại nhé. Và cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho bạn Nam trong những clip trước cũng như clip này. Cảm mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cái nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho dụng của bạn Nam nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ. À.